Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua XDS RX310, một dòng xe đạp mang cái thương hiệu mà nó đã cũng rất là quen thuộc và nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Thương hiệu đã có một cái chỗ đứng rất là vững trong thị trường xe đạp thể thao. Thương hiệu XDS, và chiếc xe này là một chiếc xe mà đúng chất, ngon bổ rẻ cho các bác mà đang muốn tìm kiếm một chiếc xe để bước đầu trải nghiệm và tiếp cận đến cái dòng xe đua thể thao. Thì đây là một chiếc xe mà các bác không thể bỏ qua mà. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 7.900.000, một cái giá rất là rẻ để cho các bác dễ dàng tiếp cận đến cái dòng xe đua này. Và chiếc xe này thì được một bộ cấu hình Shimano Classic, gạt đĩa Shimano Soza, bánh 700C Mayer bi vòng cối lủng các bác nhé. Đấy, một cái bộ cấu hình rất là ngon trong cái tầm giá chỉ có là 7.900.000. Toàn bộ khung là khung nhôm, lớp sơn nguyên bản. Đấy, tông màu xe thì còn rất là đẹp. Đấy, còn khung xe thì tông màu còn rất là đẹp, chỉ có là những cái vết xước nhỏ do đã có quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi. Đấy, còn tất cả về thông số kỹ thuật thì là khung sườn còn rất là tốt. Đấy, vẫn còn e-mây vẫn còn đây. Sử dụng bộ chuyển động Classic các bác nhé, với 8 tầng lip và gạt đĩa trên là Shimano Soza, với 2 tầng đĩa cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Bộ cấu hình này nó rất là ổn trong tầm giá đây. Soza, gạt đĩa Soza này rất là ngon. Đây là Classic. Trên phần ghi lông thì cũng được trang bị bộ tay lắc Shimano Soza Classic, Shimano Classic. Phanh ba mảnh của Techo này. Vành 700C, sử dụng của lốp Kenda, và lốp đây là nhân 28C các bác nhé. Và sử dụng một quả vành cao bản khoảng 2 phân. Cho bạn khoảng 2 phân. Mayer thì của gian đúng không nhé, Mayer gian và bi vòng cối lỗ luôn. Đó. Đó, mức giá chỉ có là 7.900.000 thì một cái bộ cấu hình này rất là tốt, rất là ok để cho các bác mua về trải nghiệm với dòng xe đua. Trước cũng là gian luôn nhé, và tâm là hai bên 8 là 16, và cái cách đan tâm của Mayer rất là đẹp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 46 cm. Thì size xe cho các bác đi từ khoảng 1m62 đến khoảng 1m72 đi là phù hợp. Các bác khoảng 1m6 thì em nghĩ đi cũng vừa, thì cho cái yên xuống cũng vẫn đi vừa. Đó, bộ chuyển động Shimano Classic gạt đĩa Soza với 8 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là mượt mà, các bác nhìn trên hình. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 7.900.000 bao ship toàn quốc, tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.